cập nhật diễn biến sục sôi tại chiến trường Đông Âu tới ngày 9 tháng 10. Anh cung cấp cho Ukraine gói hỗ trợ quân sự 3,5 tỷ bảng. Thời điểm khủng khiếp nhất của cuộc chiến, Mỹ tiết lộ thời điểm nga suýt dùng vũ khí hạt nhân ở Ukraine. Quân nga bắt đầu sử dụng chiến thuật chuột chuỗi ngầm ở Volchansk. Về bên quốc gia Ukraine, công phá xe tăng nga bằng tên lửa Travelin. Ukraine tổng tấn công một loạt các căn cứ chiến lược của Nga, rung chuyển từ Crimea đến Oraz. Pháp chuẩn bị triển khai quân tới sườn phía đông của NATO, sẵn sàng đại chiến với Nga. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Anh cung cấp cho Ukraine gói hỗ trợ quân sự 3,5 tỷ bảng kính thưa quý vị, Anh đã cung cấp cho Ukraine 3,5 tỷ bảng Anh, tức khoảng 4,58 tỷ đô la Mỹ để mua vũ khí do chính nước này sản xuất. Một phái đoàn thương mại của Vương quốc Anh gồm đại diện từ Bộ Quốc phòng, Bộ Kinh doanh và Thương mại và Hiệp hội Thương mại Quốc phòng Ideas đã đến thăm diễn đàn Công nghiệp Quốc phòng Ukraine để họp với chính phủ Ukraine và đại diện ngành công nghiệp. Trong các cuộc họp với các quan chức Ukraine, phái đoàn Anh đã tìm cách xác định danh sách các loại vũ khí và thiết bị cần thiết nhất. Bộ Quốc phòng Anh sẽ ký hợp đồng với ngành công nghiệp Anh thay mặt cho Ukraine theo nhu cầu đã nhận được. Nghị sĩ Luke Pollard, Bộ trưởng Bộ Lực lượng Vũ trang tuyên bố, sự ủng hộ của Vương quốc Anh dành cho Ukraine là tuyệt đối. Chúng tôi tiếp tục dẫn đầu trong việc cung cấp viện trợ quân sự. Nhưng sự hỗ trợ của chúng tôi rộng hơn nhiều so với việc chỉ cung cấp thiết bị bằng cách tăng cường mối quan hệ với ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine, chúng tôi đang mở rộng năng lực công nghiệp của chính mình đồng thời thúc đẩy năng lực của chính Ukraine. Chúng tôi sát cánh cùng Ukraine và chúng tôi sẽ hỗ trợ cho đến khi nào cần thiết. Bộ Quốc phòng đã ký hợp đồng với tập đoàn Thales về tên lửa phòng không và Cephel Fagermaster về rèn nòng súng pháo để khởi động ngành công nghiệp này nhằm chuẩn bị cho các đơn đặt hàng tiếp theo. Các đơn đặt hàng trong tương lai đang được tiến hành và sẽ được Ukraine tài trợ, sử dụng nguồn dự trữ của nước này và khoản tài trợ xuất khẩu trị giá 3,5 tỷ bảng Anh do Anh cung cấp để hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Ukraine. Thời điểm khủng khiếp nhất của cuộc chiến, Mỹ tiết lộ thời điểm nga suýt dùng vũ khí hạt nhân ở Ukraine. Trong thời gian gây hấn với Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cực nhắc khả năng tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân. Thời điểm nguy hiểm sẽ ra vào tháng 9 năm 2022 khi quân đội Nga bắt đầu gặp khó khăn ở mặt trận. Nhà báo người Mỹ Bob Woodward đã viết về điều này trong cuốn sách nổi tiếng Chiến tranh về tòa bạch ốc. Việc bán sách sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10 năm 2024, nhưng một nhà báo CNN đã được xem nội dung của nó. Cuốn sách nói về thời điểm khủng khiếp nhất trong toàn bộ cuộc chiến của Liên bang Nga xâm lược Ukraine. Vào tháng 9 năm 2022, tình báo Mỹ nhận được thông tin rằng Điện Kremlin buồn bã vì thất bại ở mặt trận, đang xem xét phương án sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật. Có khẳng định rằng rủi ro khi đó tăng từ 5 đến 10 lên 50%. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chỉ thị cho Cố vấn An ninh Quốc gia Jack Sullivan khẩn trương liên lạc với Moscow và truyền đạt tới giới lãnh đạo Nga rằng quyết định này sẽ gây ra hậu quả thảm khốc đối với họ. Cuốn sách đề cập đến cuộc trò chuyện qua điện thoại căng thẳng giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và người đồng nghiệp lúc đó là Sergei Shoigu. Người đứng đầu ngũ giác đài khi đó thông báo với người Nga rằng Mỹ sẽ xem xét lại tất cả các hạn chế hiện có trong cuộc chiến này và đặt Nga vào tình trạng cô lập hoàn toàn. Shoigu bày tỏ sự không hài lòng với những mối đe dọa như vậy. Ông Austin nói, Ngài Bộ trưởng, tôi là thủ lĩnh của quân đội hùng mạnh nhất trong lịch sử thế giới. Tôi không đe dọa, Hai ngày sau, một cuộc trò chuyện khác là diễn ra giữa họ. Shoigu đã cố gắng nói với người đứng đầu ngũ giác đài một câu chuyện giả rằng Ukraine được cho là đang chế tạo quả bom bẩn, bằng cách đó cố gắng biện minh cho một cuộc tấn công hạt nhân có thể xảy ra. Phản ứng của ông Austin rất gay gắt. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói điều này không đúng, chúng tôi không thấy bất kỳ dấu hiệu nào của việc này, sau đó sẽ là rõ ràng đối với thế giới. Đừng làm điều này, Shoigu trả lời rằng, ông ta hiểu. Theo cuốn sách của World War, các nguồn tin của Điện Kremlin đã tiết lộ kế hoạch xâm lược Ukraine cho người Mỹ vào tháng 10 năm 2021, tức là 6 tháng trước khi vụ việc xảy ra. Tòa Bạch Ốc coi những kế hoạch này là điên rồ và lại rất coi trọng chúng. Thông tin được truyền đi rất chi tiết. Cuốn sách viết, cứ như thể họ lén vào liều của chỉ huy địch và cúi xuống bản đồ, nghiên cứu sức mạnh và sự di chuyển của các lữ đoàn cũng như toàn bộ chuỗi kế hoạch của một cuộc xâm lược từ nhiều mặt trận. Theo nhà báo, Tổng thống Biden đã thảo luận những rò rỉ này với nhà độc tài Nga vào tháng 12 năm 2021. Trong cuộc trò chuyện này, Putin đã căng thẳng đến mức nhấn mạnh rằng trong cuộc chiến như vậy sẽ không có người chiến thắng. Quân Nga bắt đầu sử dụng chiến thuật chuột chuỗi ngầm ở Volchansk. Lực lượng chiếm đóng của Nga đang sử dụng chiến thuật chuột chuỗi ngầm ở Volchansk đó là về việc tạo đường hầm giữa các tầng hầm cho những chuyển động ẩn dấu. Vitaly Soransev, người phát ngôn của các nhóm tác chiến chiến thuật Kharkov, để kể về điều này trên sóng Teleton. Theo ông, những kẻ xâm lược đã hành động theo cách này ở Adivka. Ngoài ra, một số người kêu gọi giới thiệu những người sẽ tham gia xây dựng hệ thống thông tin liên lạc ngầm vào các đơn vị tấn công của Nga. Tôi không thể nói về quy mô của hiện tượng này ở Volchansk. Tuy nhiên, có những vị trí mà kẻ thù cố gắng di chuyển giữa các tòa nhà tạo ra những đường hầm nhỏ dưới lòng đất từ hầm này đến tầng hầm khác, từ những gì còn sót lại ở đó. Ông Sarashev nói thêm rằng, quân đội Nga cũng sử dụng các phương tiện liên lạc ngầm khác để di chuyển. Tiêm kích Ukraine sẽ tung đòn cực mạnh khi họ phát hiện vị trí của Nga. Theo Bộ Tổng tham mưu, các lực lượng vũ trang Ukraine trong ngày qua, quân Nga đã bốn lần tấn công vào Volchan và Stadrysia theo hướng Kharkov. Ba cuộc đụng độ kết thúc không thành công, một cuộc vẫn đang tiếp diễn. Cũng có thông tin cho rằng những người chiếm đóng đã thảy 7 quả bom trên không xuống Kharkov, Tretkash, Lozova và Mali prohodi Vệ binh quốc gia Ukraine công phá xe tăng Nga bằng tên lửa Travelin Sau đoạn tấn công bằng tên lửa Travelin của binh sĩ thuộc về binh quốc gia Ukraine, cổ xe tăng T-72B3 của Nga đã bốc cháy dữ dội. Đoạn video được vệ binh quốc gia Ukraine đăng tải cho thấy một binh sĩ của họ đang vác trên vai vũ khí chống tăng Javelin và ngắm mục tiêu vào một xe tăng T-72B3 của Nga. Sau khi người lính chọn chế độ bắn, quả tên lửa đã được phóng đi và nhắm vào phần nóc xe tăng. Chiếc T-72B3 sau đó đã bốc cháy dữ dội và tạo ra một cột khói lớn. Theo trang main.in.gov của Ukraine, Javelin là tổ hợp tên lửa chống tăng vác vai hoạt động theo nguyên lý, bắn và quên, được quân đội Mỹ đưa vào trang bị từ năm 1996. Javelin được thiết kế để tiêu diệt xe tăng, xe bọc thép của đối phương, nhưng cũng phát huy tính hiệu quả khi tấn công trực tiếp vào các tòa nhà công sự. Tên lửa của hệ thống Javelin nặng 15,9 kg, dài 1,1 m, đường kính thân tên lửa là 127 ly, tầm bắn hiệu quả và tối đa của Javelin lần lượt là 2.500 m và 4.750 m. Phần đầu tên lửa được trang bị hai đầu nổ. Đầu nổ thứ nhất sẽ kích nổ khối giáp phản ứng nổ ERA bên ngoài và để lộ ra lớp giáp chính của xe tăng. Sau đó, phần đầu nổ thứ hai sẽ trực tiếp tấn công vào đó. Ukraine tổng tấn công một loạt các căn cứ chiến lược của Nga, nổ trung chuyển từ Crimea đến Urals. Trong một cuộc tấn công toàn diện nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự của Nga trên phạm vi 1.500 km, quân đội Ukraine đã tấn công các mục tiêu chiến lược từ Crimea bị chiếm đóng đến dãy Uran, bắt đầu bằng một cuộc tấn công tàn khốc vào cảng Feodosia ở Crimea bị chiếm đóng đầu tiên tên lửa và máy bay không người lái của ukraine nhắm vào fedosia ở crimea tấn công một trung tâm chuyển dầu quan trọng của nga cơ sở hạ tầng cảng này không chỉ là một kho chứa dầu thông thường mà còn có thể tiếp nhận các tàu chở dầu với các sản phẩm dầu quanh năm lưu trữ chúng và phân phối chúng trên khắp bán đảo crimea do cuộc tấn công nó đã chịu thiệt hại đáng kể và cảnh quay từ hiện trường cho thấy sự tàn phá rộng lớn cho thấy hậu cần, dầu mỏ trong khu vực hiện sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào đường sắt và đường bộ, làm phức tạp việc vận chuyển và cản trở việc Nga sử dụng lực lượng cơ giới ở Ukraine. Chỉ vài ngày trước đó, lực lượng đặc nhiệm Ukraine đã phóng một dàn máy bay không người lái. Mục tiêu đầu tiên của chúng là một số cơ sở lưu trữ nhiên liệu gần Voronezh. Mặc dù các quan chức Nga tuyên bố tất cả các máy bay không người lái đều bị hệ thống tác chiến điện tử chặn lại, cảnh quay cho thấy đám cháy dữ dội tại khu vực phức hợp sau khi ít nhất một bể chứa nhiên liệu thẳng đứng bị tấn công. Một kho nhiên liệu thứ hai ở vùng Berm cũng bị tấn công, ngọn lửa bao trùm một khu vực rộng 10 000 m vuông. Các video do người dân địa phương Nga chia sẻ trên mạng xã hội đã ghi lại cảnh máy bay không người lái. Tên lửa phản lực của Ukraine bay ở độ cao thấp và tốc độ cao, khiến hệ thống phòng thủ của Nga hầu như không có khả năng ngăn chặn chúng cuộc tấn công tiếp theo của Ukraine nhắm vào sân bay Borisoglet ở Voronezh Oblast và nhắm vào các kho bom dẫn đường, bãi đậu máy bay Su-35 và kho nhiên liệu của chúng. Người dân địa phương báo cáo có vụ nổ và hỏa hoạn trong đêm, với dữ liệu vệ tinh cho thấy một số điểm cháy. Mặc dù đám cháy có thể không ảnh hưởng trực tiếp đến máy bay hoặc tòa nhà, nhưng nó có thể lan sang các kho đạn gần đường băng. Ukraine đã đạt được điều này bằng cách chuẩn bị cẩn thận và nhắm mục tiêu thành công và phá hủy một radar 96L6 của Nga thuộc hệ Hệ thống phòng không S-400 cách Bengorod khoảng 15 km về phía Tây. Radar này có thể theo dõi tới 100 mục tiêu và phân loại chúng thành các loại khác nhau, máy bay, trực thăng, máy bay không người lái hoặc tên lửa. Một máy bay không người lái trinh sát của Ukraine, Shok, đã phát hiện ra nó và điều chỉnh cuộc tấn công. Mục tiêu có giá trị cao thứ hai là trạm radar Nepo-M của Nga đã bị lực lượng vũ trang Ukraine phá hủy bằng tên lửa ATACMS. Cuộc tấn công này cản trở nghiêm trọng khả năng phát hiện, theo dõi và đánh chặn các mối đe dọa khí động học và đạn đạo của Nga trong phạm vi 600 km. Đặc biệt là khi Nga chỉ còn chưa đến 10 hệ thống hoạt động. Kế tiếp, các nhà điều hành máy bay không người lái Ukraine đã tấn công thành công kho vũ khí quân sự Koluban ở Volgograd Oblast của Nga. Cuộc tấn công nhắm vào một cơ sở được sử dụng để lưu trữ và nâng cấp pháo phản lực, nơi gần đây đã nhận được một lô tên lửa của Iran. Mặc dù có sự phòng thủ mạnh mẽ từ các hệ thống phòng không và tác chiến điện tử của Nga, lực lượng Ukraine đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, gây ra các vụ cháy lớn và nổ đạn dược. Lực lượng Ukraine cũng dán một đòn nữa bằng cách tấn công thành công ba sở chỉ huy quan trọng của Nga, bao gồm sở chỉ huy của lữ đoàn súng trường cơ giới riêng biệt số 35 và 27 và sở chỉ huy của tập đoàn quân vũ trang hợp nhất Nga số 2. Những cuộc tấn công chính xác này sử dụng tên lửa Storm Shadow và tên lửa GMLRS được thiết kế để phá vỡ các hoạt động chỉ huy của Nga và gieo rắc sự hỗn loạn trong hàng ngũ của họ. Pháp chuẩn bị triển khai quân tới sườn phía đông của NATO sẵn sàng đại chiến với Nga. Các nước phương Tây đang nghiên cứu, nghiêm túc, chuẩn bị để đẩy lùi sự xâm lược có thể xảy ra của Nga. Pháp sẽ tiến hành các cuộc tập trận vào năm tới để triển khai quân đến Romania trong 10 ngày, các quan chức quân sự Pháp nói với Politico. Vào tháng 5 năm 2025, binh lính Pháp sẽ tham gia cuộc tập trận quân sự quy mô lớn tại Romania nhằm kiểm tra khả năng triển khai quân nhanh chóng của các nước NATO đến sự phía đông của Liên minh nếu Vladimir Putin quyết định tấn công một trong các nước thành viên. Tướng Bertrand Tazos, tư lệnh quân đội tại châu Âu cho biết, các cuộc tập trận sẽ đóng vai trò là tín hiệu chiến lược. Trước đây chúng tôi đang chơi trò chiến tranh, bây giờ chúng tôi đã xác định rõ kẻ thù và chúng tôi đang huấn luyện với những người mà chúng tôi sẽ chiến đấu. Theo mục tiêu mới của NATO đến năm 2027, quân đội Pháp phải sẵn sàng triển khai một sư đoàn sẵn sàng chiến đấu bao gồm trang thiết bị, đạn dược và vật tư trong vòng một tháng. Một sư đoàn có thể có quân số từ 10.000 đến 25.000 người. Một bước quan trọng hướng tới mục tiêu này sẽ là các cuộc tập trận ở Romania, nơi có kế hoạch chuyển một lữ đoàn 3.000 đến 5.000 người sẵn sàng tham gia chiến đấu trong 10 ngày. Đại diện của giới lãnh đạo quân đội Pháp giải thích, để làm được điều này cần phải vượt qua nhiều khó khăn về mặt hành chính và kỹ thuật. Phó của Tujos, tướng Paris-Eric Gulot cho biết, vẫn chưa có strengen quân sự, khả năng cơ động của quân đội ở châu Âu phải được cải thiện một cách quyết liệt. Các hạn chế về hải quan cũng không cho phép giao hàng miễn phí thiết bị quân sự từ một quốc gia châu Âu này sang quốc gia châu Âu khác, không phải từ tất cả các chuyến tàu đường sắt đều phù hợp để vận chuyển thiết bị quân sự. Nhiều khó khăn như vậy đã được xác định trong nỗ lực đầu tiên tái triển khai binh lính Pháp đến Romania vào năm 2022. Các quốc gia vẫn đang hỗ trợ, nỗ lực để loại bỏ những vấn đề này. Vào tháng 2, thì Ba Lan, Đức và Hà Lan đã ký một thỏa thuận Schengen quân sự để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc vận chuyển vật tư quân sự qua biên giới. Ông Juliot nói với các phóng viên rằng, Chúng tôi đã đạt được tiến bộ lớn trong việc đa dạng hóa các tuyến đường. Ông cho biết quân đội Pháp trước đây chỉ dựa vào tàu hỏa, nhưng hiện nay di chuyển quân đội và thiết bị bằng xe tải và tàu sông, đôi khi kết hợp cả hai và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại dưới phần bình luận hoặc gửi thư qua hòm thư htdnews btva gmail com một lần nữa đội ngũ htdnews rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả xin chào và hẹn gặp lại quý vị tại những bản tin kế tiếp